Mỹ nhân 4.000 năm cúc tình y đẹp xuất sắc với tạo hình người máy nhân tạo. Màn biến hóa của mỹ nhân 4.000 năm cúc tình y đang là chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn khác nhau. Mới đây, phòng làm việc đã đăng tải một loạt ảnh khoảnh khắc mới của cúc tình y và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Được biết đây là tạo hình cô nàng khi tham gia đêm hội nghìn lẻ một đêm với các sao nữ nổi tiếng như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong khung hình, nữ diễn viên xuất hiện với phong cách trang điểm sắc sảo đầy thời thượng. Cô nàng đã đeo thêm kính trong suốt giống như người máy nhân tạo để làm điểm nhấn cho set đồ. Cúc tình y cũng không ngần ngại diện một set đồ có tông màu chủ đạo là hồng và đen, nhằm tôn lên nước da trắng mịn đáng ghen tể. Để không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ, phòng làm việc của nữ diễn viên đã chiêu đãi video hậu trường của buổi chụp hình. Hiện tại video đã thu hút hơn 400.000 lượt xem trên Weibo và nhận được lượt tương tác mạnh mẽ từ khán giả. Cúc tình y đang tham gia ghi hình cho phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 với vai nữ chính có tên là Hàn Lăng Sa. Nam chính sẽ sánh đôi với cô nàng trong phim mới là Trần Triết Viễn. Người hâm mộ hy vọng nữ diễn viên có nhiều diễn xuất bứt phá hơn so với các nhân vật trước đây cô từng thủ vai. Bộ phim có nội dung xoay quanh vào hai nhân vật Hàn Lăng Sa do Cúc tình y thủ vai và Vân Thiên Hà, Trần Triết Viễn. Cả hai sau một lần vô tình đụng mặt đã quyết định cùng nhau xuống núi, ngao du thiên hạ để điều tra lai lịch thật sự của Vân Thiên Hà.